Căn nhà trên cây lâu lắm mới xôm tụ dậy bích châu nói gần như hét vô điện thoại tụi bay ở đâu rồi tao đang ở nhà trên cây về đây họp gấp bích châu cúp điện thoại sắp lại mớ hình mỹ phương mà nó vừa in ra khỏi máy in màu ở chỗ làm nhìn một lượt căn phòng nhìn tấm hình của mỹ phương nó nhíu mày rốt cuộc mày đang ở đâu vậy con thần kinh này cầm con búp bê có tên mỹ phương trên kệ vuốt lên đầu con búp bê xấu xí lem luốc lần đầu tiên bích châu thấy nhớ con nhỏ bạn xấu xấu khờ khờ khoảng hơn ba mươi phút sau lan anh bắt đầu leo lên cầu thang Sập giấy a bốn có dòng thông tin mất tích của mỹ phương rớt xuống dài tấm bích châu bước xuống lượm phụ hai đứa chỉ im lặng cúi lượm những tờ giấy vừa rơi rớt từ cầu thang căn nhà trên cái cây bồ đề già gió ở đâu thổi tốc những mảnh giấy bay vung vãi khi lượm xong lan anh và bích châu cũng đã thấy thảo hiền bước vô giơ sắp giấy trên tay tụi bay không có tao là không làm nên chuyện hả ngồi xuống trên giường trong căn nhà dưới bầu trời ba đứa im lặng nhìn nhau lan anh nhìn hai đứa còn lại vẻ mặt đầy mệt mỏi giờ phải bắt đầu từ đâu bây giờ tụi bay bích châu vuốt tóc vợ tao sẽ tạo trang facebook mỹ phương mất tích tụi bay vô chia sẻ Tát trang Facebook của nó vô Rồi chạy quảng cáo các bài viết đó Rồi rảnh nó thì cầm hình Dơi cái miếng này đi phát Đi tới tất cả những chỗ con Phương hay lui tới Tất cả chỗ làm cũ của nó Còn nước còn tác chứ sao giờ Nhờ tất cả sự trợ giúp có thể Kể cả hai thằng trai của hai đứa bay Go Giờ không phải là lúc ngồi buồn bã nữa Để lẹ, nó mất tích quá 24 tiếng là khả năng mất mạng càng tăng cao hơn đó. Vậy là cả đám chia nhau đi tìm Hết chỗ này tới chỗ kia Dán tờ rơi đầy đường Ngày đi làm đêm tiếp tục hành trình đi kiếm con nhỏ Lúc nào trên xe cũng kè kè Mấy bọc ni lông đựng hình với tờ rơi Đụng chỗ nào dán chỗ đó Đâu hơn một tháng Đứa nào đứa nấy liễn xiển Mặn trổ đầy bông hoa nhỏ Vì bụi đường, mồ hôi và đen nhiễm. Bữa đó là một ngày chủ nhật cuối tháng Lan Anh đứng đứng dán tờ rơi trước chết tượng trường cấp ba cũ Thì nhận được điện thoại của Bích Châu Hả? Mày nói cái gì? Rồi, tao về liền 15 phút, căn nhà trên cây lục cục tiếng leo thang bộ Lan Anh và Thảo Hiền đẩy cửa căn nhà gỗ Đâu đâu? Nói đâu? Kiếm thấy nó ở đâu vậy? Ê, đợi tao vô giới Thảo Hiền chỉnh lại cái nơ Nhỏ Lan Anh nói giới vô trong căn nhà Bích Châu đương cầm điện thoại nói chuyện ra dấu một ngón tay cho hai đứa còn lại im lặng. Rồi tôi đã hiểu, nhưng tại sao tới bây giờ bên bệnh viện mới liên lạc với tôi? À, à thì ra là vậy, tôi sẽ có mặt ở đó sau 30 phút nữa. Cúp máy, Bích Châu nhìn qua Lan Anh và Thảo Hiền. Đi liền, tao sẽ kể trên đường, ông Khang đương đậu xe dưới nhà chờ. Chưa kịp hiểu mô tê ức giáp gì Thì Lăng Anh và Thảo Hiện đã bị Bích Châu lôi đi xình xịch Ê sao gấp dữ vậy mày Từ từ sức nơ tao Khi đã yên dị trong xe Bích Châu bắt đầu kể lại đầu đuôi ngọn ngành Hồi nãy lúc tao đang cầm tấm hình nó Đi hỏi thăm trong khu nó ở Thì điện thoại reo Có một bệnh viện thẩm mỹ gọi tới Họ nói con Phương đã làm phẫu thuật Và nằm dưỡng thương ở bệnh gần một tháng nay Thảo Hiền chu mỏ thổi phù bay tóc cái mái ngố. Chèn đét ơi, báo hại tụi mình đi tìm muốn chết luôn. Lan Anh trọn mắt. Nhưng sao giờ này mới chịu cho tụi mình biết? À ha. Bích Châu tỏ vẻ đắc thắng. Tụi bay biết lý do tại sao không? Thảo Hiền nhún vai, Lan Anh chêm thêm. Còn nhỏ này nói thì nói đại cho xong, còn thách đố. Bởi con Phương đã mất trí nhớ, và hiện tại nó nợ tiền viện phí nên bệnh viện mới điện thoại cho tao con nhỏ này gặp nó tao sẽ cho nó một trận lăng anh sắn tay áo lên cái khăn cột nơ đã tuột từ hồi nào dắt ngang vai thảo hiền chỉnh lại cái nơ hồn trên đầu vậy nó có muốn gặp lại tụi mình không mậy không muốn cũng phải gặp nó đâu còn ai ở sài gòn ngoài tụi mình bích châu kiểm tra bóp và mấy cái thẻ tín dụng Chiếc xe dừng ở bãi đổ, chui từ trong xe ra lần lượt sáu mạng. Lan Anh, Bích Châu, Thảo Hiền, Hoàng, Phúc, Khang. Tiến thẳng vô sảnh trước của bệnh viện thẩm mỹ. Khi bước qua cửa, cả đám đứa nào cũng hả họng trợn trồng khi bộ phận lễ tân đang chỉ vô một con nhỏ, ngồi đông đưa trên ghế với cặp mắt lơ đảng, ngồi dòm hồ cá. Con nhỏ đó quay mặt lại, cả đám đứng hình bởi nó không còn chỗ nào trên gương mặt giống mỹ phương con nhỏ đã gần như biến thành người khác Châu quay qua cô y tá đang cầm sắp hồ sơ đứng gần đó. Cô kia, làm sao tôi biết chắc đó có phải là bạn tôi không? Cô y tá cười, đưa tập hồ sơ cho Bích Châu. Đây là hồ sơ bệnh án trước khi phẫu thuật và suốt quá trình điều trị. Chỉ có thể xem ảnh trước phẫu thuật, xét nghiệm ADN và còn có giấy tờ tùy thân của người bệnh. Chỉ có thể xem qua. Sau một hồi dò xét chồng hồ sơ lưu bệnh, là Anh dồn cô gái lạ được cho biết là Mỹ Phương. Đi một dòng ngó nghiêng đủ kiểu, xong ngoắt Bích Châu và Thảo Hiền lại. Ê tụi bay, họp nhỏ. Thảo Hiền Bích Châu chụm đầu vô, Lan Anh nói nhỏ. Tao thấy con nhỏ này không giống con Phương chút nào. Có khi nào tụi mình bị lừa không ta? Giờ tính sao? Không lẽ bỏ nó ở đây luôn hả? Thảo Hiền nhíu mày, đẩy cái nơ bự chảng trên đầu. Bích Châu sau một hồi trầm ngâm bắt đầu lên tiếng á có nhớ lần đi rình nhỏ Phương dụ được thằng trai duy nhất về nhà không? Lăng Anh và Thảo Hiền đồng loạt gật đầu. Lần đó thằng đó có nói á, con Phương có cái bớt hồng trên mu bàn chân, nếu giờ kiểm chứng đúng thì chắc chắn nó là con Phương. Cả ba tiến lại gần đương sự, dòm từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mỹ Phương nhiều mắt ái ngại, Lăng Anh chụp chân trái cô gái lạ lên bất ngờ. Mỹ Phương phải dịnh tay vô thành ghế Mém chút mất đà té xuống đất Ê ê cái bớt nè Đúng là con Phương rồi tụi bay Cả ba quay lên nhìn mặt Mỹ Phương Sau phẫu thuật Thiệt không thể tin được luôn Thảo Hiền lấy hai tay Bịch tay lắc đầu ngoài ngoại Bích Châu rời nhẹ lên sóng mũi Mỹ Phương Y như đồ thiệt tụi bay Tự nhiên dễ sợ Lăng Anh chọt chọt ngón tay Ngay eo Mỹ Phương Ê ê hết mở rồi nè mày cả ba giật thoát mình khi nghe tiếng cô gái hét lên mấy người làm cái gì vậy lan anh à ờ à, rồi xô thảo hiền về phía trước thảo hiền ngoe ngoảy như con lăng quăng một hồi cũng chạy ra sau lưng bích châu ờ à, thì tụi mình muốn xác nhận coi bạn có phải đúng là nhỏ bạn thân của tụi này không đó mà giờ thì đúng rồi bộ tên là mỹ phương mấy người có quen biết tôi hả Mỹ Phương tròn mắt nhìn ba đứa bạn đang há hốc miệng nhìn nhau. Thiệt không nhớ ra tụi này là ai luôn hả? Mỹ Phương lắc đầu lần nữa. Cả ba đành hết cách nhún vai, bỏ lại cô gái Mỹ Phương ngẩn ngơ phía sau, đi thẳng lại quầy lễ tân. Bích Châu hắn giọng. Mấy người đã làm cái gì bạn tôi, sao cổ không nhớ gì hết vậy? Cô y tá lật lật hồ sơ rồi mỉm cười dạ bệnh nhân đã trải qua nhiều ca phẫu thuật đồng thời nâng ngực sửa mũi độn cầm, hút mỡ toàn thân cắt mí làm khóe môi cười nâng mũi cắt lúm đồng tiền cắt cánh mũi nên có thể là do tác dụng phụ của thuốc mê nên bệnh nhân tạm thời chưa nhớ ra được thôi ạ à. bích châu quát mắt nhìn cô y tá cô nói cái gì mấy người làm cho bạn tôi đã đời giờ thậm chí tên còn không nhớ Vậy mà hồi nãy còn định bắt tôi thanh toán hơn 800 triệu tiền phẫu thuật và diễn phí còn lại hả? Làm ăn kiểu gì tắc trách vậy? Cô y tá nhìn Bích Châu khổ sở. Chị thông cảm, trường hợp này cũng là ngoại lệ hy hữu, hiếm lắm mới gặp ạ. À. Huống chi, trước lúc phẫu thuật, cô Phương cũng đã ký vô cam kết phẫu thuật rồi. Chị xem nè, cổ còn cho tên và số điện thoại của chị nói là có gì cứ gọi cho chị nếu có sự cố nữa mà. Lạc anh xen vô giữa. Vậy là mấy người lấy của con nhỏ hơn 200 triệu được đó hả Giờ nó tưng tẩn luôn rồi Mấy người tính sao đây Thảo Hiền kéo da Lăng Anh lại Bích Châu đưa ra một ngón tay ra hiệu cho Lăng Anh im lặng Vậy đi Tụi này sẽ trả cho bệnh viện Gấp đôi số tiền bệnh nhân đã đặt cọc Khi nào bạn tôi nhớ lại mọi chuyện Và không có di chứng Sẽ thanh toán số còn lại Còn nếu không đợi thư luật sư của tôi đi Tôi tính chạy cô thấy sao Cô y tá luống cuống dạ chuyện này em phải trình lên lãnh đạo mới được ạ à. em cũng không có quyền giải quyết những việc như vậy cô y tá lật đật bấm điện thoại trò chuyện một hồi rồi trở lại cười tươi đưa một bản cam kết đúng như yêu cầu của bích châu sau khi cả hai bên ký tên bích châu cầm một cái danh thiếp để lại trên bàn đây là cửa hàng kim hoàng của tôi cô có thể liên lạc vô số máy tôi trong giờ hành chính và gửi hóa đơn đến địa chỉ trên này yên tâm đi giấy trắng bật đen tôi không thể gạt cô được. Sau 3 tháng, nếu mà bạn tôi nhớ lại mọi chuyện, tôi sẽ chuyển tiền cho bên cô. Cả ba tiến lại phía Mỹ Phương, Bích Châu và Lăng Anh sóc nách cô lên. Mấy người định đưa tôi đi đâu? Chúng ta về nhà thôi. Ở đây là nhà tôi hả? Mỹ Phương tròn mắt nhìn ba bạn nhỏ. Ờ, đúng rồi. Mày còn nhớ cái tủ quần áo này không? Hồi năm nhất lúc mày dụ được một thằng về nhà Cái lần duy nhất của mày á Tụi tao trốn ở trỏng nghe mày với thằng chả thì thầm vậy nè Chắc anh ghiền cái bớt này của em với mùi của em quá Lăng Anh chỉ chỉ xuống chân của Mỹ Phương Ám chỉ vị trí các bớt hồng trên mu bằng chân con nhỏ Xong cái ba đứa tao mắc cười quá Tông cửa chạy ra Ờ à, Xong thằng chả hả Đứng hình hết mấy giây Chụp cái mền che chỗ kính lại Vậy nè Bích Châu diễn tả lại hành động đó Xong cái thằng chả nói Mày đã đùa giỡn tình cảm của thằng chả Và bỏ đi một nước đó Rồi mày giận tụi tao cả tháng trời Nhớ không Mỹ Phương lắc đầu Không có ấn tượng Lan Anh lật đật mở tủ Cầm cái hộp thiết mở nắp ra Ê cái hộp này mày có nhớ không Toàn bộ hình trai của mày nè À, à lộn à, Trai mày từng nghe lời tụi tao tỏ tình Đều ở trong này nè mà nói thiệt á lúc đó tụi tao chỉ đốc mày thôi chứ hồi đó mày không có đẹp như bây giờ thằng nào cũng bị tuột rớt cái quần xuống trước khi kịp nghe mày nói em thích anh vậy đó mắc cười muốn xỉu luôn mày nhớ không mỹ phương lại tiếp tục lắc đầu thảo hiện cắn môi lật anh bùm lôi tấm hình bốn đứa bé gái ẩm búp bê chìa ra trước mặt mỹ phương mày còn nhớ tấm hình này không hồi đó mày băng qua cái con lạch nước cạn này nè đòi chơi chung với ba đứa tụi tao cái ba đứa tao hỏng chịu Cái mày ngồi dưới gốc cây Có cái nhà này khóc nè Xong trèo lên cầu thang gấp té sình dính đầy mặt Con búp bê cũng dơ hầy Tao lao con búp bê cái lỡ tay lau mặt cho mày luôn đó Nên cái mặt mày dính sình nè Mày còn ẩm con búp bê mũ này nữa nè Nhớ không Mỹ Phương lại lắc đầu một lần nữa Ba đứa còn lại thở dài Ngồi phịch xuống bộ salon ngao ngán Con nhỏ dòm ba đứa bạn một hồi Cất tiếng hỏi một câu khiến cả ba đó lưỡi tụi mình có phải là kẻ thù của nhau không bích châu lắp bắp đâu đâu có tụi mình lớn lên cùng nhau mà lan anh cũng ậm ừ ờ à, tụi mình chơi chung từ hồi nhỏ lẫn á mới có hình nè thảo hiền chấp chấp mắt chỉnh chỉnh lại cái nơi trên đầu ừ, tụi tụi mình là là bản thân mà Mấy phương dòm qua một lượt ba cô gái vậy mà nãy giờ nghe mấy người kể tôi cứ nghĩ chúng ta là kẻ thù chứ Mỹ Phương đứng dòm chăm chú căn nhà. Tôi đã từng tới đây, phải không? Căn nhà gỗ trên cây buổi đầu ngày tràn ngập ánh nắng. Bích Châu kéo tay Mỹ Phương lên thang gỗ dẫn lên căn nhà. Chỉ từng con búp bê có tên bốn đứa lẫn cái hộp ước mơ mà lần gần đây nhất là sinh nhật Mỹ Phương. Bốn đứa đã bỏ mấy tờ giấy có ghi ước mơ vô trọng. Mày không nhớ gì hết mấy thứ này sao? Mỹ Phương rờ tay một lượt rồi lắc đầu. Thảo Hiền chỉ lên tấm hình bốn bé gái treo trên tường. Mày đừng có nói, mày cũng không nhớ tấm hình này luôn nha. Mỹ Phương tiếp tục lắc đầu. Lan Anh xốc cổ tay Mỹ Phương lôi ra ban công, chỉ tay hướng thẳng về căn nhà bên kia con lạch. Mày có còn nhớ cái ngày mày chạy qua cái lạch nước đó qua đây không? Con nhỏ cũng lắc đầu, mắt mơ màng khó hiểu. Lan Anh dò đầu rên rỉ. Oh my god, tin được chết liền Mai mốt tụi tao đặt nick nem mới cho mày nha Giờ tính sao mày? Thảo Hiền nhăn mũi Thứ quan trọng nhất với con Phương là cái gì? Trai đúng không? Nó luôn sợ bị lời nguyền ế Vậy tại sao mình không bắt đầu từ đây? Bích Châu dòm lăng anh Con nhỏ còn đương nắm cái khăn choàng cổ kéo qua kéo lại Thì Thảo Hiền bậm môi Ê có rồi Hay là mình cho nó gặp lại mấy thằng mà nó từng yêu coi sao? tụi bay thấy được không? Biết đâu nó sẽ nhớ ra mấy lần bị sự cố. Lăng Anh cởi phát cai khăn ra khỏi cổ. Nếu như vậy thì phải gặp người gần nhất. Mà muốn gặp cha đó thì chỉ có một cách duy nhất là phải làm thằng chả chú ý. Còn Phương nó học marketing trường quốc tế chắc chắn sẽ làm được. Tụi bay biết tao đang nói ai, đúng không? Thảo Hiền và Bích Châu Đồng Thanh, Hoàng Tú. Mà có chắc nó nhớ nghiệp vụ không mày? Bích Châu nhìn qua nhỏ Mỹ Phương đang ngồi trên giường Phải thử mới biết mày ơi Thảo Hiền qua tay qua lại trước mặt Mỹ Phương Mày có nghe tụi tao nói gì nãy giờ không Phương? Ờ, có Mấy cái đoạn đi học thì tao còn nhớ Cả đám thở cái khì Bích Châu lăn anh Thảo Hiền Cấm đầu hí hoái ghi vô tờ giấy khổ A0 trái dài trên nền nhà Để mặc kệ Mỹ Phương ngồi nhìn ngơ ngác Bích Châu gọi đó là vẽ min map, bản đồ ý tưởng để lên kế hoạch phục hồi trí nhớ cho Phương Tửng, biệt danh mới của Mỹ Phương. Ê mày, cách phục hồi trí nhớ này có ổn không? Sao tao thấy nó sao sao á? Thảo Hiền nhíu mày dòm Bích Châu. Không có trang sao gì hết. Cách tốt nhất để nó nhớ ra là cho nó tiếp cận với mục tiêu gần nhất thời điểm nó mất trí. Chuyến này nhất định phải làm cho thằng chả mê con nhỏ cái đã sau đó mới có hy vọng con nhỏ sẽ nhớ ra chuyện lần trước. Lan Anh trợn mắt, đóng khung dòng chữ, úp sọt quang tú. Xong dồn qua bích châu cười sảng khoái. Bà đứa đầy nắp viết lông đập tay cái chát. Xong dồn qua phương Tửng đương ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, đếm 1, 2, 3, lôi con nhỏ đi sành sạch. Tụi bay kéo tao đi đâu vậy? Phương tửng la làng. Đi túp lại bề ngoài cho mày, Vậy là cả đám đi từ tiệm làm nail qua tiệm cắt tóc spa và điểm đến cuối cùng là cửa hàng quần áo. Nếu muốn gây chú ý cho Hoàng Tú thì đầu tiên phải có bề ngoài sành điệu. Trong lúc mấy nhỏ bạn đương chạy lung tung bên đi lựa quần áo cho mình, Mỹ Phương thấy có chút ngọt thở nên đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi trở ra thì phát hiện có một con chó mang xệ đứng ngay cửa. Mỹ Phương bồng con chó đi thẳng ra ngoài thì thấy một cánh tường hải hùng một bà già mặc đồ hiệu chân tay rủng rỉnh vàng đương la làng chỉ đạo toàn bộ nhân viên khu mua sắm nhốn nháo đi tìm cháu cưng của bà. Mỹ Phương bồng con chó đi ngang qua, bà già á lên một tiếng rồi chạy tới giật phát con chó khỏi tay Mỹ Phương. Trời ơi cháu cưng của tôi, con có sợ không? Tội quá, tội quá. Thôi thôi, nồi cưng, nồi cưng. Mỹ Phương giờ mới hiểu ra, bà già kêu con chó là cháu. Cũng biết nhiều trường hợp người già neo đơn muốn nuôi thú cưng và coi tụi nó như con cháu. Mà đôi lúc cô cũng vậy nên cô cười, gật đầu cúi chào và dậm bước đi. Tiếng bà già sau lưng làm cô hết hồn. Cô gì ơi, cảm ơn cô nhiều nghe. Dạ, không có gì đâu nội. Ui cha, nghe kêu nội cái mà ta nói sướng rân mình mẩy hả? À. Phải chỉ thằng cháu mất dịch của tôi ở đây thì tốt quá ha người chi đâu mà thấy thương hết biết à mỹ phương cười với bà già cúi đầu chào rồi tiến thẳng tới quầy trang phục văn phòng chỗ bích châu đang đứng lựa mấy bộ đồ công sở thay mỹ phương đi lại con nhỏ nhăn mặt kéo cụi chó con nhỏ lôi qua khu thử đồ con nhỏ này đang lựa đồ bỏ đi đâu vậy bích châu tiện tay gồm chừng mười bộ vest mini zúp lẫn đâu hơn chụp bộ áo sơ mi quần ống côn vô xe đẩy rồi lôi phương tửng tới phòng thử đồ ở đó Lan anh cũng đã ôm một đống khăn choàng cổ kèm một mớ hổ lố phụ kiện thời trang từ hồi nào đang áp từng bộ vest lên người mỹ phương thì thảo hiện ra một đống nón đủ kiểu từ rộng dành tới nón kết nón bo dị cao gót dị thể thao thảy cái xịt xuống đất đầu cũng gần hơn 5 giờ chiều, Mỹ Phương mới được tha bổng với đống quần áo mới sắp dài từ dưới lầu tới cửa nhà. Bích Châu đá lông nheo. Đêm nay ngủ cho lại sức đi, mời tàu chạy chiếc Yaris qua cho mày mượn đi làm. Mỹ Phương dòm theo chiếc xe vừa chạy mất, nà đống đồ vô nhà, đóng cửa cái xịt. Cô nằm dài trên salon, ngủ gục hồi nào không hay biết. Không mấy khó khăn để Mỹ Phương vượt qua hàng rào tuyển dụng của công ty Futureland, ngồi vô ghế chuyên viên marketing của công ty. Ít ra thì không ổn không những ngày học miệt mài ở trường đại học và thời gian làm việc đã tích lũy được. Ngồi vô bàn làm việc, Mỹ Phương bắt đầu hí hoái viết vô sổ tay kế hoạch của mình. Để chinh phục vị trí cao nhất của công ty này, bắt đầu bằng hợp đồng với giá trị cao ngất. Kế hoạch làm cho quản thú chú ý tới cô và một kế hoạch khác cô vẫn đang âm thầm thực hiện. Lúc nãy bỏ đi, cô có nghe loán thoáng Hoàng Tú nói chuyện với Lễ Tân. Cô đó là ai vậy? Dạ, Mỹ Phương. Không phải Mỹ Phương cũ đó chứ. Dạ không, cô này khác, giỏi lắm. Mới vô có một tuần mà trúng mấy cái hợp đồng lớn. Cô biết Hoàng Tú đang nhìn theo từng bước cô di chuyển. Ba tháng sau, Mỹ Phương đã leo lên đứng đầu phòng kinh doanh của công ty địa ốc Futureland. Cô đạt doanh số bán căn hộ cao ngất ngưỡng, toàn bán được những căn giá cao. Chính nhờ lý do này khiến cô được phép đứng thuyết trình về dự án mới cho khu dân cư chuẩn bị thi công. Phòng họp chật kín những nhà đầu tư và ban giám đốc công ty, dĩ nhiên trong đó có Hoàng Tú. Kính thưa ban giám đốc cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp, hôm nay tôi có dinh dự được phép đứng đây để trình bày về dự án xây dựng khu biệt thự mới trong thời điểm tất cả đều giảm giá để cạnh tranh như hiện tại, tôi xin phép đề xuất một ý kiến táo bạo, nâng giá thêm 2 đến 5 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Các phòng họp ồn ào xôn xao bàn tán. Các vị cổ đông ban giám đốc xin nên đừng lo lắng, sở dĩ tôi làm vậy là có lý do, nếu như các vị dị làm dịch vụ giống như những công ty khác thì mức giá đó sẽ trở thành điên rồ. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm gói dịch vụ hoàn hảo hơn, liên kết với những đơn vị phụ trách nội thức trọn gói, cung cấp dịch vụ bảo trì trọn đời, đồng thời dịch vụ bảo vệ quản lý 24 trên 7 thì tôi tin chúng ta hoàn toàn có đủ lý do để nâng giá. Đồng thời, bộ phận marketing sẽ cùng phối hợp với đợt nâng giá này để đưa sản phẩm tiếp cận với phân khúc khách hàng cao cấp, thực hiện đúng nguyên tắc 80 trên 20 trong kinh doanh. Mỹ Phương muốn kiểm chứng để chắc chắn mình đã thực hiện đúng kế hoạch. Cô hướng ánh mắt về phía tổng giám đốc. Lập tức cô chậm ngay cặp mắt đang theo dõi mình. Tiếp tục những slide cuối cùng của bài thuyết trình. Cô biết chắc mình đã gần đạt được mục tiêu mình cần hướng tới. Cuối buổi thuyết trình, Hoàng Tú chủ động mời Mỹ Phương đi ăn trưa. Suốt bữa trưa gần như Hoàng Tú chỉ dành thời gian để hỏi về cô, khiến cô bắt đầu như mở cờ trong bụng. Cá đã cắn câu. Tối bữa đó, cả đám tụ tập Ông mừng cho chiến thắng đầu tiên của âm mưu ấp sọ quan tú bước đầu tiên thành công rực rỡ ê mày lỡ thằng chả yêu con phương thiệt sao mày bích châu chống cằm thì quá tốt chứ sao dù sao thằng chả cũng phong độ đẹp trai nè có học thức nè điều kiện gia đình cũng tốt còn hơn mấy đứa mình toàn gặp gà mờ chán thấy mộ lan anh thở dài nhỏ này tánh kỳ mày bắt đầu ganh tị với nó rồi hả khẩu nghiệp nha mày thảo hiện xỉa tráng lan anh mỹ phương im lặng qua ly rượu đỏ tụi bay có cái gì mà chán bích châu hứ một tiếng lớn rồi cười một hơi mới chịu nói ít ra thằng cha của mày cũng còn hơn ông khang của tao suốt ngày chỉ biết bám váy đàn bà quơ wow, nhỏ này nói vậy mà nghe được ổng lo cho mày thấy mồ nhưng cũng còn đỡ hơn cho phúc của tao nhiều lúc tao không biết ổng làm nội trợ giỏi hay làm đàn ông giỏi nữa Tối ngày chỉ khoái nấu nướng Chán ồ mày ơi Lạc Anh hớt hàm Ít ra hai ông đó cũng còn là đàn ông Đàn ông hơn ông Hoàng Nếu thằng chả không để râu Tao còn tưởng chả là đàn bà Chiếc điện thoại trên bàn Vừa làm đúng chức năng Chỉ bằng vài thao tác sau lưng của Mỹ Phương Tin nhắn đã gửi đi Tới đúng đối tượng cần chia sẻ Ngày mai không biết chuyện vui gì sẽ tới đây khi những đương sự nhận được tin nhắn, video mà Mỹ Phương vừa chia sẻ. Mỹ Phương ngồi trong phòng làm việc, gạch từng mục tiêu đã đạt được trong 3 tháng qua. Rốt cuộc thì ai là quả và dạ, ai là chịu hâu? Lễ đồng thổ dự án khu chung cư cao cấp biệt thự Futureland là một bước tiến dài của Mỹ Phương trong vai trò trưởng bộ phận kinh doanh. Cô đã được hưởng những thứ xứng đáng với công sức đã từng bỏ ra. Mỹ Phương chung tay với Hoàng Tú, các băng khánh thành, xúc đất làm lễ đồng thổ. Cô đã bỏ ra quá nhiều công sức suốt 3 tháng qua. Loa suy nghĩ, Mỹ Phương trợt chân, gôn trẹo một bên, ngã người qua phía Hoàng Tú. Giống như chỉ đợi có nhiều đó, Hoàng Tú đưa tay ôm trọn Mỹ Phương. Chắc đúng lúc nhạy cảm nên phóng viên nhà máy liên tục. Tối bữa đó, về tới nhà, Mỹ Phương đã thấy báo mạng công bố loạt bài. Lộ diện bạn gái tổng giám đốc công ty Futureland. Căn nhà trên cây, bốn đứa con gái châu đậu tụm vô màn hình. Yeah, thành công rồi! Bích châu la lớn. Vậy là coi như tụi mình đã xong bước đầu. Lăng Anh thở phù nhìn qua Mỹ Phương. Vậy bước tiếp theo là gì? Thảo Hiền cắn ống hút trên trái dừa. Tiếp theo là làm cho thằng chả phải tỏ tình với con Phương Rồi mày có nhớ ra gì chưa Phương? Mỹ Phương vẫn lắc đầu quay quậy Tao chưa nhớ gì nhưng tao có cái này hay lắm cho tụi bay Lấy trong túi sách ra ba cái thiệp mời Mỹ Phương đưa cho Bích Châu, Lan Anh và Thảo Hiền Tiệc tất niên công ty tao Garuba Tụi bay cũng khổ cực với tao suốt 3 tháng qua rồi Làm phụ tao đủ thứ Chuyến này quẩy thôi thảo hiện nhìn qua bích châu đá lông nheo cả hai cùng gật đầu đồng thanh sắp điên thôi ừ tao cũng cần phải mua bộ đồ mới rửa phèn ba tháng qua toàn lo chuyện cho con nhỏ này không à đợi tao với mày đi không phương thôi tao mệt quá tao ngủ chút tụi bay đi đi Mới là tới ngày rồi đó bà đứa con gái mất hút dưới cầu thang điện thoại vừa báo có tin nhắn mới là của hoàng tú bé phương mở khóa màn hình em đang làm gì đó Cô mỉm cười bấm tin nhắn trả lời rồi khóa màn hình lại Tất cả đôi sẽ kết thúc tối ngày mai Mỹ Phương chìm vào giấc ngủ Bà già cầm tách trà nhấp một ngụm Nội, con thưa nội tổng kết năm nay công ty nhà đất Hoàng Thú đã đem lại doanh thu đáng kể cho Futureland Nội coi báo cáo nè Mấy cái đó trợ lý gửi cho nội hết rồi Bà già chìa bàn tay đầy nhẫn nựng con chó mặt xệ Con còn định đánh trống lãng tới chừng nào? Hoàng Tú gái gái đầu Dạ con đánh trống lãng gì đâu nội Chừng nào mới dắt cháu dâu về cho nội coi mắt Năm nay cũng hơn 30 rồi hen Dạ con còn muốn phát triển phu lên Với lại cũng chưa tìm được đối tượng Thiệt không? Hay là con không thích phụ nữ? Nói thiệt nội nghe Nội không phải là bà già cổ hủ Dạ đâu có nội Nội tối nay nghe người ta bàn tán xì xào Bà già đứng dậy ôm con chó đi ra cửa Đứng lại nói với vô Nội quyết định rồi Chừng nào con chưa có gia đình Nội sẽ chưa giao công ty này cho con Con coi rồi tính đi Để lâu nội đợi không được Nội mà mất thì nội giết Di chúc Đem hết tài sản đi làm từ thiện hết ha Hoàng Tú nhăn nhó Nội Buổi tất niên kết thúc sớm hơn Mỹ Phương nghĩ. Giữa chừng thì Khang, Hoàng và Phúc xuất hiện, kéo Lan Anh, Bích Châu và Thảo Hiền đi mất. Cô dậm bước ra phía khu Terrace, hít chút khí trời và né không khí ồn ào trong ba. Cô chưa hề thuộc về chỗ này, dù là với bất cứ lý do gì. Phía dưới bầu trời đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Hoàng Tú bước ra theo sau Mỹ Phương. Sao em lại ra đây? Em không hợp với chỗ đông người, Thiệt hả? Quang Tú trợn mắt nhìn Mỹ Phương. Không trả lời, Mỹ Phương cầm ly rượu lắc lắc mấy cái, phóng ánh nhìn xuống dưới con lộ. Hôm nay cô mặc váy và hồi màu kem, bó sát thân thể, cổ áo hơi trễ, để lộ dòng một tròn trịa, cột tóc qua một bên, đeo bông toàn ten, đi đôi giày cao gót cũng màu kem cùng màu với bộ quần áo. quan Tú dây qua nhìn Mỹ Phương hồi lâu rồi hỏi nhỏ. Nếu bây giờ anh nói anh muốn làm bằng trai em Em sẽ đồng ý chứ Mỹ Phương im lặng một hồi lâu Khiến cho khung cảnh gần như ngạt thở Anh đã từng nói như vậy với bao nhiêu cô gái rồi Anh... Anh có nói mấy câu này với những cô thư ký trước của mình không? Em... Làm sao em... Em đâu phải là con nít Em là phụ nữ Em điều tra anh hả? vậy anh có nghĩ chỉ có mình anh thích em hả vậy em có thích anh không mỹ phương quay hẳn gương mặt về phía hoàng tú để em nói cho anh nghe loại con gái đẹp đẽ và dễ dãi ở dưới kia nhiều lắm điển hình như mai lan hay gần nhất là tiên thư ký của anh á có điều em không phải là dạng người đó em không mê tiền của anh như tụi nó vậy em là dạng nào dạng mà anh chưa bao giờ nghĩ tới Ví dụ như dạng nào? Dạng biết rõ đàn ông thích và không thích cái gì. Vậy dạng đó có muốn làm bạn gái anh không? Mỹ Phương chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Thú khóa môi. Sau vài cái đẩy không đánh bật được đối thủ, cuối cùng đành chấp nhận. Cô đàn hồn người đàn ông đầu tiên của đời mình. Thứ Mỹ Phương chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rất lâu sau, nụ hôn mới dừng lại, kèm theo e thẹn cho cả hai bên. Trần Mỹ Phương Anh thích dạng con gái đó Thiệt không? Thiệt Vậy có làm bạn gái anh không? Em không phải là quà tặng Nên không thể muốn dứt là dứt đâu đó nha Em cũng không phải Mai, Lan hay... Nụ hôn thứ hai đã chặn Hồng Mỹ Phương lại Cô chưa từng nghĩ hôn lại có cảm giác mạnh như vậy Nhất là với người đàn ông mình yêu Không ngờ nó lại có cảm giác mãnh liệt như vậy từng mạch máu trên mặt cô đang rừng rừng các người mỹ phương nóng bừng cô chợt nghĩ thay kệ cứ dậy đi rồi sau đó sao cũng được lan anh nè quàng nhìn thẳng mặt lan anh đang né tránh bằng cách bấm điện thoại lướt facebook hả Sao nãy không vô chơi cho vui kéo tôi ra đây làm chi mình chia tay đi hả điện thoại trên tay rớt xuống đất hoàng bước ra khỏi quán nổ máy chiếc mô tô chạy đi mất bỏ lại lan anh ngồi đơ cán cuốc với bộ đầm dạ hội còn y nguyên điện thoại vẫn còn nằm trên mặt đất cú trượt hình như làm cho màn hình bị úp ngược nước mắt lăn dài ra khỏi khóe mắt lan anh vẫn chưa tin đó là sự thật từ từ làm gì kéo người ta giữ vậy đây là chìa khóa từ binh house chìa khóa kết sắt và chìa khóa xe của em. Anh làm vậy là ý gì? Mình chia tay nha em. Hả? Thảo Hiền đứng chết chân, nhìn bóng phút, khuất dần phía sau ngã rẽ. Tới lúc định thần lại, mới hay nước mắt đã tự chảy từ hồi nào. Dừng xe, tôi nói anh dừng xe lại. Bích Châu trộm qua phía ghế tài. Chúng ta sẽ dừng ở phía trước. Bữa nay anh sao vậy? Tự nhiên xong vô đó lôi tôi về là sao? Bình thường có khi nào như vậy đâu. Có bao giờ em từng nghĩ tới anh chơi châu? Gì nữa? Sao bữa nay nói chuyện kiểu gì vậy? Em tự lái xe về được chứ. Sao nữa? Mình chia tay ở đây, sau này anh sẽ không phiền em nữa. Ơ, à, anh đi đâu vậy? Đứng lại đó cho tôi. Tuấn Khang, đứng lại! Tiếng của Bích Châu không dừng được cánh cửa xe đóng sập lại. Khang đã hòa lẫn cho dòng người đi đường. Bích Châu nhìn theo và không nói gì nữa. Cho tới khi tiếng còi xe lôi cô về thực tại mới phát hiện nước mắt ướt áo từ nãy giờ. Chỉ có vậy thôi sao? Kẻ mình nghĩ chẳng có chút giá trị gì. Lúc ra đi sao lại đau như vậy? Bích Châu ngồi xuống ghế bấm điện thoại. Cô không muốn lái xe trong lúc này. Cô không chắc mình có thể cầm lái kinh con tiếng chuông cửa căn biệt thự của bà nội hoàng tú Seo giang có cần nhanh như vậy không anh? Cần. Hoàng tú bóp chặt tay Mỹ Phương, quản gia đã mở cửa, đi thẳng vô phòng khách, bà nội của Hoàng tú đang ngồi coi truyền hình, bữa nay có game show bà thích nhất. Nội. Hoàng tú ngồi xuống bên cạnh bà nội, bà ngó sơ qua một cái rồi dòm lại màn hình tivi, rồi như giật mình khi phát hiện ra Mỹ Phương, bà quay ngoắt lại 180 độ. Cháu gái con chào nội Mỹ Phương cúi đầu chào lễ phép Con mừng chi ở đây Dạ con đi chung với anh Tú Úi thật hả Hai đứa bay biết nhau hả Lôi Hoàng Tú vô gốc Bà già hỏi nhỏ Hai đứa bay là cái gì với nhau Khai thiệt nội nghe Nội biết Mỹ Phương hả nội Nói mau Dạ hai đứa con Đang yêu nhau á nội Trời đất ơi, bữa nay tôi trúng số, con nhỏ này nội ưng lắm. Bậy thì sáng mắt, hỏng thui gì nội à ngang. Giỏi, tính chừng nào đám cưới. Nội, tụi con mới yêu nhau mà. Cưới vợ phải cưới liền tay con, huống chi con nhỏ này, nó đẹp người đẹp nết, nội ưng nó lắm à. Dạ nội, từ từ để con tính. Lần đầu tiên sau rất lâu, nhà bà nội Hoàng Tú mới có tiếng cười sảng khoái. The Pink House. Thảo Hiền cầm bọc mì gói sống nhai lạo xạo trong miệng, ngó xuống bếp. Phúc không còn đứng ở đó nữa. Thì ra khi đàn ông quay lưng là cảm giác như vậy đây. Điện thoại cũng tắt máy, Facebook thì block mất rồi, tin nhắn cũng không còn thấy trả lời. Quăng gói mì qua một bên, Thảo Hiền ngậm cây kẹo vô hộng, nước mắt lăn dài trên gò má. Em đối bụng quá, Phúc ơi thư diện lan anh cầm cái khăn trên cổ kéo qua kéo lại từ hồi hoàng đi không còn ai sớm sớm thắt cái khăn trên cổ cô gọn gàng thành cái nơi đẹp đẽ như trước nữa nên nó cứ rối bồng bông cũng không còn ai giúp đỡ mỗi lần bưng chồng sách nặng chịch hay kéo cái thang lúc bánh xe kẹt lan anh nhìn tập thơ dưới kệ sách ngay trong tầm mắt cái tên ở đó tự nhiên đập vô mắt hoàng thơ viết cho em Cô không tin nổi chuyện mình đang làm Cô bắt đầu cầm cuốn sách lên và đọc Chưa bao giờ cô từng nghĩ có ngày mình sẽ khóc vì thơ thẩn Nhưng sự thật là cô đang khóc Vì một bài thơ của người không còn bên cô nữa Anh muốn dắt em đi thiệt xa khỏi thành phố Nơi những lời tỏ tình phải níu giữ trên cây Hãy theo anh ra khỏi thành phố này đi Thành phố mà dù cho em cạnh bên ta cũng nhớ nhau nhức nhối Khi con người ta đã quay lưng Thì làm gì còn nhớ bất cứ thứ gì Nước mắt chảy qua gò má Lăng Anh đóng cuốn sách lại Nhìn lên trần nhà Nhắm mắt về nhà chung. Vừa bấm tin nhắn xong, Bích Châu quăng cái điện thoại lên nệm, nằm rái lai giữa nhà. Cô chưa từng nghĩ Khang lại có vị trí đặc biệt với cô như vậy. Hay ít ra, cô chưa bao giờ cho Khang cái đặc quyền đó. Trước đây lúc nào tin nhắn cũng dồn dập mỗi lần cô rời giác phòng CO mà không báo trước. Bây giờ thì cái điện thoại cứ nằm im liềm cho dù cô đã biết mất từ trưa. Cô nằm nhìn lên trần nhà, mấy miếng ngói dường như sậm màu hơn hồi mới xây. Chừng 30 phút sau thì Lan Anh, Thảo Hiền, Mỹ Phương đã tới. Việc đầu tiên Thảo Hiền làm đúng như cô đã đoán, chạy lại ôm cái gối khóc nước nở. Hình như không ai nói với ai lời nào, nhưng đứa nào cũng thấy rõ buồn bã trên mặt đứa kia. Chỉ có Mỹ Phương là hồng hào tươi trẻ. Ngoài Thảo Hiền có thể khóc trước mặt người khác, thì Lan Anh và Bích Châu chỉ lặng lẽ cầm ly rượu và uống từng ngụm từng ngụm với đôi mắt rỗng nhìn xuống miếng đất trống dưới giường tụi mình đi đảo jeju một chuyến đi thảo hiền tròn mắt lèm bèm đi chi xa vậy tao nghe nói hòn đảo đó là đảo phục sinh đi sẽ hết buồn bích châu nói như vô thức ờ tao cũng muốn đi lan anh nói mà không thèm nhìn mấy đứa bạn Ờ vậy thì đi Tao có hai vé được nhận lại Để tao đặt thêm hai vé nữa Bích Châu đặt ly rượu xuống Chồm tới cái điện thoại Nhưng Mỹ Phương đã chặn lại Để tao lo Tụi bay giúp đỡ tao nhiều rồi Lần này tới lượt tao Vậy là bốn đứa con gái thu dọn hành lý Chuẩn bị đi đảo Jeju Cả đám đáp máy bay xuống Jeju lúc 12 giờ trưa. Thời tiết trên điện thoại báo khoảng 13 độ C. Cả đám phải khoác dội cái áo khoác trước khi dương dai chuẩn bị bước xuống. Phải ngồi máy bay gần 8 tiếng đồng hồ, dường như đứa nào cũng ê ẩm mình mẩy. Hên là Jeju thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Nếu chui đầu ra khỏi máy bay mà nóng như Sài Gòn chắc xỉu. Khi tụi nó chuẩn bị check-in thì phát sinh vấn đề. Người đàn ông nhìn vô visa của Mỹ Phương rồi lại nhìn lên người thật ông ta nói tiếng anh ngọng trớ ngọng tráo is this belong to you yes is my passport mỹ phương đỏ mặt tía tai khi ông già cười tủm tỉm sugary ấy nói là đã phẫu thuật yes i did ông già săm soi cuốn visa của mỹ phương một hồi sau đó bấm điện thoại để bạn nói gì đó, khiến cả đám điếng người. Chỉ lo Phương Tửng không được vô đảo, nhưng may là ở Jeju, du khách Việt Nam không cần visa cũng có thể đến du lịch, nên Mỹ Phương coi như được tha bổng. Ông già mỉm cười nói một câu chào bằng tiếng Hàn rồi chào tạm biệt cả nhóm. Mỹ Phương chỉ nghe được mỗi câu, "Cam samita", cảm ơn bằng tiếng Hàn. Thở khi bước qua chỗ lấy hành lý, Bích Châu cầm điện thoại lẩm nhẩm đọc bí kíp du lịch. Jeju là một hòn đảo được hình thành bởi nham thạch của núi lửa phun trào, là một trong chín tỉnh của Hàn Quốc, diện tích 1848 km vuông và dân số khoảng 600.000 người. Đặc sản ở Jeju là quýt đường và bào ngư. Nếu đến Jeju vào mùa xuân, bạn sẽ có cơ hội ngắm hoa cải vàng và ăn quýt đường đang mùa chín rộ. Lăng Anh dỗ vai Bích Châu. Giờ này mày mới đọc hả mày? Tao đọc từ tối hôm qua rồi. Giờ lo bắt xe buýt về khách sạn, sau đó đi tham quan vườn quýt, rồi đi thấm biển ở bãi Hiyopje. Tối đi dạo biển ăn uống, ngày mai lên đồi chè, trưa đi đồi chè, bảo tàng gấu bông, công viên tình yêu. Tối về khách sạn, ngày mốt đi xem hoa cải, chốt. Thảo Hiền và Mỹ Phương tròn mắt nhìn Lan Anh. Con nhỏ này đúng là có trí nhớ hơn người. Bộ mày thức cả đêm lên kế hoạch trước hả? Lan Anh giơ hai tay lên làm động tác nhún dai và trề môi. Bốn cô gái leo lên xe. Lần đầu tiên du lịch xa nhà, Mỹ Phương có chút hồi hộp. Cô nhìn cảnh trôi qua khung cửa kính xe. Ở đâu cũng thấy đá. Đá bao quanh những dựng quýt vàng triệu quả, những cánh đồng qua cải ngút ngàn. Người ở đây ai cũng trắng trẻo, hồng hào. Trong khoảnh khắc, cô ước gì mình được ở lại hòn đảo xinh đẹp này. Không cần về Sài Gòn nữa. Nhưng ý nghĩ đó đã trôi tuột khi thảo hiện bắt đầu giữa vô dai cô giả ngáy đều đều mỹ phương cho mụn thanh sô cô la vào miệng do viên giấy gói bỏ vô túi ngoài ba lô và mỉm cười ba đứa bạn đều đã mệt đứ đự chắc có lẽ do bay đường dài lại khó ngủ chỉ còn cô thức nhìn khung cảnh đẹp trôi qua cửa sổ xe buýt xe chạy tốc độ vừa phải nhạt nhẹ phát trên xe khiến mỹ phương thấy bình yên cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ đi xa khỏi sài gòn thế vậy check in khách sạn xong về phòng bí phương lật đật cấm rạc điện thoại sợ lão đại kia mà kiếm không được thì có chuyện lớn. Được rồi mới tắt máy họp với khách hàng một chút mà Hoàng Tú làm um sùm toàn bộ công ty, khiến cô được một phen khiếp hồn. Còn nghiêm một lời cảnh cáo, nếu có lần sau thì cho dù là bạn gái cũng sẽ bị sa thải. Khi điện thoại vừa mở nguồn lên, lập tức tin nhắn báo tới lia lịa hơn 10 cuộc gọi nhỏ. Mở từng tin nhắn ra đọc, cô chợt ngớ người ra một hội hình như có gì đó rất quen quen. Bấm tin nhắn. Em đến nơi an toàn, anh làm việc tốt, về sẽ có quà cho anh. Xem xong, cô quăng điện thoại qua một bên, nằm dài trên giường. Đợi Lan Anh tắm xong sẽ tới lượt mình. Dậy dậy, con nhỏ này, đi chơi mà ngủ. Mỹ Phương mở mắt nhìn thấy Lan Anh đã quần áo tươm thức, đang đập đập lên vai cô. Tụt xuống giường đi vô nhà tắm, trong bộ dạng thiếu ngủ, Bị Phương thở dài cái thượng Nhanh lên tụi nó đang hối kìa Tiếng gõ cửa cộc cộc dội vô phòng Rồi rồi ra liền Đâu chừng 15 phút Bị Phương quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm Đứng cạnh giường sấy tóc Ê nó mừng coi cũng được quá hiến tụi bay Hai tụi mình cũng quất hai trái vậy đi Lăng Anh bước lại kéo kéo khăn của Mỹ Phương Không được đâu, tao mà bự vậy chắc đi hỏng nổi quá mày Thảo Hiền rờ rờ lên ngực. Lo gì, càng bự càng dễ kiếm trai nước ngoài chứ sao? Bích trôi nhiều nhiều mắt, nhếch môi, dò Mỹ Phương. Tụi bay hay quá ha, thử đi rồi biết, lúc mổ xong đau muốn chết. Nó treo hai cái ống chích chà bá vậy nè, còn băng thun địch lại, muốn xỉu không à? Điện thoại reo, Lan Anh ngó qua màn hình. Ê, lão đại nhà mày nhắn tin kìa. Mày mở ra coi giùm tao coi thằng chả nhắn gì, như mở cờ trong bụng, Lan Anh chụp điện thoại của Mỹ Phương. bass nhiêu? 2017 Trời, đơn giản, như đang giỡn vậy mày. Em yêu, giờ này em đang làm gì? Không có em ở đây anh thấy lạc lỏng quá. Trời đất ơi, ta nói nó sến, ngày nào cũng vậy đó hả? Mỹ Phương cười nhếch mép. Ờ, chả lúc nào cũng vậy. Ê, mày lục coi có clip gì không? Bích Châu nhèo mắt với Lan Anh đúng rồi á à. thảo hiền cười gian xảo nhảy qua nằm kế lan anh nhưng bị bàn tay dài của con nhỏ đẩy cái đầu ra khỏi màn hình đòi coi mình ên lan anh tự nhiên gạt gạt gì đó trên màn hình rồi khóa điện thoại để xuống nệm cái rụp mặt biến sắc ngay lúc này mỹ phương đã thay đồ xong bước ra lấy điện thoại rút dây sạc tao xong rồi đi tụi bay cả đám bước xuống sảnh nhờ lấy tân gọi một chiếc taxi Bích Châu hào hứng rút một tấm bản đồ từ quầy lễ tân, quẩy túi sách lên vai, lôi lăn Anh lệch sờ theo sau. Còn Thảo Hiền thì đã chui tọt vô taxi vừa trời tới nãy giờ. Mỹ Phương bấm tin nhắn điện thoại. Em đi có ba ngày thôi, em đang đi với tụi nó, gặp anh sao? Như cũ, tín hiệu ở cuối tin nhắn là dấu sao. Mỗi lần Mỹ Phương muốn thể hiện cho một nụ hôn, đều sử dụng dấu sao này thay vì một câu hay một ký tự khác. Cô chui vô xe sau cùng Kéo dây kéo áo khoác lên tới cổ Ông taxi có hàm râu quay nón Đương mở radio rột rẹt Bài hát nhạc hàng Jolly Polly của Tara Chắc là nhân dịp nhóm này Mới tan rã Cả đám hầu hứng họ hét lắc dai Làm động tác tay theo điệu nhạc Chỉ riêng có Lăng Anh Từ nãy giờ vẫn giữ nguyên Một giá mặt lạnh lùng sắc lẻm Dùng quýt nằm sâu ở phía đông của hòn đảo, phía sau những tảng đá dày quanh là ba ngàn quýt, trái nào cũng vàng ươm. Trả 10 con khoảng 200 000 đồng, cho một đợt vô cổng. Còn quýt đem về hoặc hái trên cây thì tính ký. Đứa nào đứa nấy tha hồ tự sướng với quýt vàng. Lột gió thử một trái quýt, Mỹ Phương ném thử muối đầu tiên. Trời đất ơi, xứ gì mà trồng quýt ngọt quá trời. Ngọt lắm tụi bay ơi, Vậy là cây quýt nào gần nhất bắt đầu bị bẻ, không thương thiết. Đi một hồi cũng giáp dòng. Học cách trồng quýt sạch của người hàng, cách họ giữ gìn môi trường bằng cách không dùng túi ni lông mà xài túi tái chế. Bước ra khỏi giường quýt đứa nào đứa nấy tay sách nách mang. Cả đám không hề để ý Lan Anh hình như đã trầm hơn mọi khi. Mặc kệ Bích Châu tháo hiện nhoi như dòi, cô gần như đã im lặng từ đầu cuộc vui tới giờ. Hơn 3 giờ chiều cả đám kéo ra xe, thẳng hướng bờ biển Hiobje, bác tài taxi hiểu ý dẫn tiếp mấy bài nhạc hàng của SNSD. Cũng may là đi bờ biển chỉ mất 35 phút bằng xe, nếu không chắc tới nơi là trời sập tối. Bích Châu dòm bản đồ. Biển gần hết sạn quá tụi bay, vậy mà đi một vòng cho xa. Về qua dòm Lan Anh. Tại bà đó nghe, bà cô thư diện nói như đúng rồi hả? Ờ, thì tao cũng chưa có coi qua bản đồ mà. Lan Anh chống chế, Quẩy thôi mấy chế, nhạc hay kìa. Ngay lúc này, chiếc tivi nhỏ xíu trên xe đang phát bài Nobody, giọng của các cô gái Wonder Girls như liều thuốc tăng lực. Trong vài giây, mấy đứa con gái đã quờ tay chỉ trỏ hệt như mấy cô ca sĩ đang hiện ra trên màn hình trước mặt. Nắng của ngày nhạc màu cam mật trải dài trên con đường đang chạy, cây cối trồng đều hai bên đường. Mỹ Phương thầm nghĩ, Hàn Quốc đúng là một đất nước khéo biết làm dịch vụ ngay cả người lái taxi cũng biết chịu theo sở thích của khách hàng. Đã chuẩn bị một băng đĩa các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc hẳn hoi, chứ không còn nghe qua radio như hồi sáng nữa. Mỹ Phương cũng nhẩm theo lời bài hát. Đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. khe đưa Nụ cười ai theo lối về Những bước chân xưa giờ đây còn in dấu Và thời gian dẫu có phai đi Kiếp nào nào mình cùng gọi tên trong gió Mà tôi thơ và cùng ba Hà ơi, ngồi lại đây. Mình cùng nó tay nhau ngắm trời đây sao, này bạn ơi. Ngồi lại đây. Mình lại hóa trẻ hơn như trong kỷ niệm. đâu tuổi thanh xuân dần in màu trên tóc chợt nhận ra vẫn cứ đâu đây anh mất thân quen và người gọi ta trong giấc mơ người đừng quay đi này bạn ơi ngồi lại đây mình cùng nắm tay nhau ngâm trời đây sao này bạn ơi ngồi lại đây mình lại hóa chẽ thơ như trong kỷ niệm ngày xưa đường cho những ngã đi riêng và rồi ta có lúc xa nhau vẫn giữ trong lòng niềm tin một lời hứa gió con gió mưa ngoài kia chúng ta gió vẫn khẽ đưa nụ cười ai theo lối về những bước chân xưa giờ thì còn in dấu và thời gian dẫu có phải đi kiếp nông nào mình cũng gọi tên trong gió mà tôi thơ và cùng bay khớp muôn nơi bạn ơi ngồi lại đây mình lại hóa trẻ thơ như trong kỷ niệm ngày xưa đón anh nắng mai bình minh cho ta bắt đầu tuổi thanh xuân dần in màu trên tóc chợt nhận ra thân quen và người gọi ta trong giấc mơ tôi thơ và, và ta những âu lo cuộc đời giấc mơ mong manh tiếng gọi lúc xưa người trong kỷ niệm ngày xưa dù rằng cuộc đời cho những ngã đi riêng và rồi ta có lúc xa nhau vẫn giữ trong lòng niềm tin một lời hứa dẫu có gió mưa ngoài kia chúng lại nắm tay nhau ngắm trời đây sao này bạn ơi ngồi lại đây mình lại hóa che thơ như trong kỷ niệm này bạn hãy xưa